Chào tất cả các em học sinh khối 12. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học online của trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ. Các em thân mến, chỉ còn đúng 4 tuần nữa thôi, các em sẽ phải bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các em sẽ phải chia tay nhau và rời xa mái trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ thân yêu để thực hiện những ước mơ, hoài bão lớn trong cuộc đời. Để đạt được điều đó, trước hết, các em phải đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới. Một lần nữa, để giúp các em vững tin trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, hôm nay tổ ngữ văn thực hiện chuyên đề giải đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Cũng như mọi năm trước, đề thi của chúng ta gồm hai phần chính. Phần đọc hiểu 3 điểm, cho một ngữ liệu, thơ hoặc văn xuôi, yêu cầu các em đọc kỹ văn bản và thực hiện 4 câu hỏi theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Phần làm văn gồm hai câu. Câu 1 2 điểm, yêu cầu viết đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ, bàn về một vấn đề được rút ra từ phần đọc hiểu. Câu 2 5 điểm, yêu cầu viết một bài văn nghị luận văn học. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành giải một đề cụ thể. Cô có đề sau. Phần 1 đọc hiểu 3 điểm, đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu. Chuyện kể rằng có quả trứng đại bàng rơi vào ổ gà đang ấp. Khi nở ra cùng với bầy gà, đại bàng con ngượng ngùng chim chiếp, nhảy bay loạn choạng trong nhà. Không ai nói với đại bàng về những chân trời xa, về những đại ngàn bí mật, nên nó vẫn hồn nhiên bới đất, chỉ có khát vọng mơ hồ, lâu lâu lại cồn cào trong ngực. Làm sao mà ai biết mình đã bắt đầu từ quả trứng nào đây? Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay? Khát vọng, Đặng Hồng Thiệp, thơ Sông Lam, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2017, trang 247. Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. Câu 2. Anh chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của hình ảnh bầy gà trong văn bản? Câu 3. Phân tích hiệu quả sử dụng của câu hỏi tu từ trong dòng thơ, sao không thử một lần vỗ cánh tung bay? Câu 4. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất mà anh chị rút ra được từ văn bản? Phần 2 làm văn 7 điểm. Câu 1 2 điểm. Từ nội dung của phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ của anh chị về vai trò của khát vọng trong đời sống con người. Câu 2 5 điểm. Phân tích vẻ đẹp trữ tình của hình tượng con sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Trước hết, chúng ta cần đọc kỹ đề bài, sau đó sẽ thực hiện từng yêu cầu của đề bài. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện các yêu cầu phần đọc hiểu. Phần này thường có 4 câu và phân hóa theo các mức độ kiến thức, nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Ở câu 1, xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. Câu này thuộc mức độ nhận biết. Để trả lời được câu hỏi này, các em cần đọc kỹ lại văn bản, tìm các dấu hiệu của từng phương thức. Ở đây, các em có thể thấy phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là tự sự. Câu 2. Anh chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của hình ảnh bầy gà trong văn bản? Đây là câu thuộc mức độ thông hiểu. Với dạng câu hỏi này, các em cần: thứ nhất, xác định vấn đề được hỏi. Thứ hai, hiểu nghĩa và ý nghĩa của vấn đề được hỏi. Thứ ba, xác định được vị trí của vấn đề được hỏi nằm ở vị trí nào trong văn bản. Thứ tư, trên cơ sở hiểu rõ nghĩa hoặc ý nghĩa của vấn đề và nội dung của văn bản, các em kết hợp với kiến thức của bản thân để diễn đạt câu trả lời của mình. Như vậy, áp dụng phần hướng dẫn ở trên vào câu hỏi này thì chúng ta thấy câu trả lời của câu 2 sẽ là: ý nghĩa của hình ảnh bầy gà chỉ hoàn cảnh sống trói buộc, tù túng, cái tầm thường, thiển cận, hạn hẹp, kém cỏi. Câu 3. Phân tích hiệu quả sử dụng của câu hỏi tu từ trong dòng thơ, sao không thử một lần vỗ cánh tung bay? Câu 3 cũng thuộc mức độ thông hiểu, cách thức thực hiện cũng tương tự như câu 2. Chúng ta sẽ: thứ nhất, xác định vấn đề được hỏi. Thứ hai, hiểu nghĩa và ý nghĩa của vấn đề được trích dẫn trong câu hỏi. Thứ ba,
xác định được vị trí của vấn đề được hỏi nằm ở vị trí nào trong văn bản. Thứ tư, trên cơ sở hiểu rõ nghĩa hoặc ý nghĩa của vấn đề và nội dung của văn bản, các em có thể kết hợp kiến thức của bản thân để diễn đạt câu trả lời của mình. Áp dụng phần hướng dẫn ở trên vào câu hỏi này, ta thấy câu trả lời của câu 3 sẽ là hiệu quả sử dụng của câu hỏi tu từ. Về mặt diễn đạt, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Về mặt nội dung, là lời khuyến khích con người mạnh dạn thử thách, dũng cảm vượt lên giới hạn của bản thân để trưởng thành. Câu 4. Thông điệp nào có ý nghĩa nhất mà anh chị rút ra được từ văn bản? Đây là câu hỏi vận dụng. Đối với dạng này, các em cần rút ra một thông điệp ý nghĩa từ ngữ liệu đọc hiểu. Cách thực hiện như sau. Thứ nhất, các em phải nắm được nội dung chính của đoạn trích. Trên cơ sở đó, các em sẽ xác định được các thông điệp trong ngữ liệu. Nó thường bắt đầu bằng một trong các từ hãy, nên, phải, đừng. Thứ hai, các em chọn một thông điệp có ý nghĩa nhất đối với bản thân và xác định ý nghĩa của nó đối với nhận thức, hành động của bản thân, của xã hội. Và cuối cùng, viết lại thông điệp ấy theo cách diễn đạt của bản thân. Căn cứ vào phần hướng dẫn ở trên, ta có câu trả lời cho câu hỏi số 4 như sau. Trong văn bản có một số thông điệp như sau. Thứ nhất, phải biết thay đổi, cải tạo hoàn cảnh hoặc vượt lên trên hoàn cảnh để mình là chính mình. Thứ hai, cần khám phá, phát hiện những sở trường, năng lực vốn có của bản thân để phát huy nội lực, vươn tới tầm cao. Và cuối cùng, phải có khát vọng lớn lao, cần dũng cảm bước ra cuộc đời rộng lớn, chấp nhận thử thách để trưởng thành. Ở đây, cô lưu ý, các em chỉ cần chọn một trong các thông điệp trên theo yêu cầu của câu hỏi. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong phần đọc hiểu, mặc dù điểm phần này chỉ chiếm 3 trên 10, nhưng điểm phần đọc hiểu cao, từ 2 đến 3 điểm, sẽ góp phần quyết định điểm toàn bài. Vì vậy, các em cần dành thời gian ôn tập kỹ các kiến thức, kỹ năng để làm tốt phần này. Chúng ta tiếp tục thực hiện phần 2, làm văn. Phần này gồm 2 câu. Câu 1, viết đoạn văn nghị luận xã hội, trình bày suy nghĩ về một vấn đề được rút ra từ nội dung phần đọc hiểu. Câu 2, viết bài văn nghị luận văn học. Đầu tiên, chúng ta đi vào thực hiện câu 1. Từ nội dung phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ của anh chị về vai trò của khát vọng trong đời sống con người. Để thực hiện yêu cầu của câu này, các em phải nắm được những kiến thức về đoạn văn, những yêu cầu cơ bản về nội dung, hình thức, lẫn kỹ năng xây dựng đoạn, để đảm bảo rằng khi viết, chúng ta không được mắc những lỗi sai cơ bản về kỹ năng. Đoạn văn đạt yêu cầu, trước hết, phải đáp ứng được những yêu cầu về mặt kỹ năng. Yêu cầu thứ nhất, cần đảm bảo đúng cấu trúc của một đoạn văn, bắt đầu bằng chữ cái viết hoa đầu dòng, lùi vào một chữ và kết thúc bằng dấu ngắt câu, ngắt đoạn. Tuyệt đối không được tách đoạn xuống dòng và có dung lượng phù hợp 200 chữ, nằm trong khoảng từ 15 đến 20 dòng, từ khoảng 1/2 đến 2/3 trang giấy thi của chúng ta. Nếu ngắn quá, sẽ không đảm bảo được kiến thức, còn dài quá là chiếm hết thời gian của các nội dung khác. Vì vậy, các em cần phải chọn lọc ý, viết cô đọng để vừa đảm bảo đủ kiến thức, vừa phân bố thời gian hợp lý. Đối với đoạn văn, các em có thể chọn kết cấu theo lối, diễn dịch, móc xích, tổng phân hợp, song hành. Như theo cô, với đoạn văn độc lập, các em nên chọn cấu trúc tổng phân hợp, có câu chủ đề ở đầu, các câu triển khai nội dung và câu chúc ý ở cuối đoạn, phù hợp với trình tự triển khai một vấn đề nghị luận, giới thiệu, giải quyết, khẳng định vấn đề. Yêu cầu thứ hai, đảm bảo chuẩn về chính tả, cách diễn đạt, tức là cách dùng từ, đặt câu và sự liên kết giữa các câu để tạo thành một đoạn văn mạch lạc.
Yêu cầu thứ ba, để đoạn văn không bị lan man, xa đề, lạc đề, các em phải xác định được vấn đề nghị luận. Muốn vậy, các em phải thực hiện kỹ năng phân tích đề. Các em cần đọc kỹ đề, nhận diện được các từ khóa biểu thị nội dung, vấn đề cần nghị luận. Cụ thể, với đề bài này, vấn đề cần nghị luận là trình bày quan điểm cá nhân về việc chọn cách sống. Sống đề cao vai trò của khát vọng. Ngoài ra, trong quá trình chấm bài, giám khảo còn ghi nhận và cho điểm ở phần sáng tạo trong bài viết của các em. Đó có thể là một suy nghĩ sâu sắc, một cách diễn đạt mới mẻ hay một dẫn chứng điển hình. Vì vậy, các em cũng cần lưu ý đến phần này để đạt điểm tốt. Phần 2. Yêu cầu về kiến thức. Ngoài kỹ năng thì kiến thức là một yêu cầu quan trọng, góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho đoạn văn. Kết cấu đoạn văn sẽ gồm 3 phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Vì vậy, kiến thức cũng phải phù hợp với kết cấu ấy. Từ năm 2017, Bộ đã thay đổi cấu trúc đề thi. Câu 1 phần làm văn chỉ yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, trước đây là viết bài văn. Và phạm vi yêu cầu đề cũng thu hẹp lại, chỉ đi vào một khía cạnh nào đó của vấn đề. Vì vậy, bài viết của các em không trình bày đủ các bước của kiểu bài nghị luận xã hội nữa, mà chỉ tập trung làm rõ khía cạnh được đề cập đến trong đề. Quay lại đề bài của mình, cô có một vài định hướng sau đây. Thứ nhất, các em cần phải xác định dạng đề. Ở đây đó chính là nghị luận về một tư tưởng đạo lý. Để viết đạt yêu cầu, các em cần hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ, khái niệm, thấy được ý nghĩa của từ trên. Từ đó, nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. Thứ hai, chọn thao tác lập luận phù hợp theo nội dung. Cụ thể, đầu tiên các em cần hiểu nghĩa của vấn đề nghị luận. Sau đó, các em trả lời câu hỏi, tại sao trong cuộc sống cần có khát vọng? Khi trả lời được câu hỏi này, các em đã phân tích và chứng minh được vai trò, ý nghĩa của việc có khát vọng đối với cuộc sống con người. Cuối cùng, các em có thể bày tỏ ý kiến, quan điểm của bản thân để làm đoạn văn thêm sâu sắc và mang màu sắc cá nhân. Trên cơ sở đó, cô hướng dẫn các em cách thực hiện câu 1 phần làm văn như sau. Đầu tiên, các em cần viết câu mở đoạn, tức là câu nêu vấn đề nghị luận bằng cách khái quát ý nghĩa của khát vọng. Có thể viết như sau: những ước mơ và mong muốn của con người là yêu cầu cần có và nó thể hiện tầm vóc của con người trong đời sống. Nhắc đến ước vọng của con người, người ta thường hay nhắc đến từ khát vọng. Là con người sống trong cuộc đời, ai cũng có khát vọng. Các em có thể viết thân đoạn, gồm các câu để triển khai vấn đề nghị luận. Có thể viết theo những ý sau. Thứ nhất, khát vọng giúp con người sống có mục đích. Thứ hai, khát vọng giúp con người có động lực để vượt qua thử thách. Ý thứ ba, khát vọng giúp con người phát huy tiềm lực, khẳng định giá trị của bản thân, tự tin hơn và có thể chạm đến thành công. Cuối cùng, khát vọng giúp con người được tin yêu, được tôn trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển, sự văn minh của xã hội. Sau đó, các em viết câu kết đoạn bằng cách khẳng định lại câu chủ đề và nâng cao chủ đề, chẳng hạn như hiểu được ý nghĩa của khát vọng, ý thức nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, có khát vọng chính đáng, lương thiện. Trên đây là những gợi ý cơ bản, các em có thể thêm nhiều cách trình bày khác nhưng cần tập trung làm rõ cho vấn đề nghị luận. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em cách tiến hành câu 1 của phần làm văn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu câu còn lại của đề. Các em xem lại câu 2. Phân tích vẻ đẹp trữ tình của hình tượng con sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Với bất kỳ một đề văn nào cũng đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo những yêu cầu về kỹ năng và kiến thức cụ thể.
yêu cầu về kỹ năng. Bài viết phải đảm bảo cấu trúc 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài nêu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai vấn đề nghị luận và kết bài khẳng định, nâng cao vấn đề nghị luận. Xác định đúng vấn đề nghị luận. Trong quá trình làm bài, các em cần xoáy vào đúng vấn đề nghị luận. Khi triển khai vấn đề nghị luận, chúng ta cần vận dụng các thao tác lập luận, diễn đạt mạch lạc, đảm bảo quy tắc và tính tả, dùng từ, đặt câu, tạo đoạn. Yêu cầu về mặt kiến thức. Trước khi làm bài, các em dành thời gian đọc kỹ để tìm hiểu đề và định hướng cách viết. Cụ thể, các em sẽ thực hiện các bước như sau. Bước 1. Tìm hiểu đề. Trong phần tìm hiểu đề, các em xác định kiểu bài, vấn đề nghị luận và thao tác lập luận. Đầu tiên về kiểu bài, đây là kiểu bài nghị luận về một tác phẩm văn xuôi. Về vấn đề cần nghị luận, để xác định được vấn đề nghị luận, các em chú ý từ ngữ quan trọng, then chốt. Từ đó, chúng ta rút ra vấn đề nghị luận. Với đề này, vấn đề nghị luận đó chính là vẻ đẹp trữ tình của hình tượng con sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Và cuối cùng, thao tác lập luận. Các em có thể sử dụng thao tác lập luận phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh. Bước 2. Lập dàn ý. Đầu tiên ở phần mở bài, viết đoạn mở bài có nhiệm vụ giới thiệu chung. Các em có thể viết mở bài trực tiếp hoặc mở bài gián tiếp. Tuy nhiên, cô khuyên chúng ta nên chọn cách mở bài trực tiếp vì nó dễ viết, không tốn nhiều thời gian. Dù mở bài trực tiếp hay gián tiếp thì nó cũng gồm các nội dung. Thứ nhất, các em cần giới thiệu tác giả Nguyễn Tuân, tác phẩm Người lái đò sông Đà. Nguyễn Tuân là một trong những cây bút tiêu biểu của văn xuôi hiện đại, là nhà văn tài hoa uyên bác, suốt đời đi tìm cái đẹp. Trước và sau cách mạng tháng 8, ông đều có tác phẩm xuất sắc. Mỗi tác phẩm của ông là một bài ca về cái đẹp và cuộc sống. Tùy bút sông Đà là sáng tác tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Người lái đò sông Đà được trích trong Tùy bút sông Đà năm 1960. Đây là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ của Nguyễn Tuân trong chuyến đi thực tế đến miền Tây Bắc rộng lớn của Tổ quốc. Sau đó các em cần giới thiệu luận đề. Một trong những thành công của Tùy bút Người lái đò sông Đà là đã xây dựng thành công hình tượng con sông Đà, và cụ thể là ở vẻ đẹp trữ tình của hình tượng con sông Đà. Tiếp theo các em cần viết phần thân bài. Thân bài với nhiệm vụ triển khai cụ thể các yêu cầu của đề bài. Đầu tiên, các em cần khái quát chung về đoạn trích và vấn đề cần phân tích. Chúng ta thấy, viết về sông Đà, Nguyễn Tuân không miêu tả con sông theo lối văn tả cảnh thuần túy, mà đó là một nhân vật hành động, có tính cách, có tâm trạng phức tạp như con người. Nhà văn cho thấy hai tính cách cơ bản, đó là con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Để dựng nên, để hiểu được tính cách của nhân vật thiên nhiên này, Nguyễn Tuân đã vận dụng nhiều tri thức khác nhau như địa lý, lịch sử, hội họa, điện ảnh, thơ, võ thuật để quan sát, mô tả bằng nét bút tài hoa của mình. Phần đầu của đoạn trích, tác giả miêu tả sự hung bạo, hùng vĩ, hiểm nguy của một dòng sông lắm thác nhiều ghềnh. Đó là sự dữ dội của cảnh đá dựng bờ sông, cảnh ghềnh hát lóng, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cảnh những hút nước rùng rợn, cảnh thác đá gào thét, dòng sông với biết bao cửa tử, ít cửa sinh. Con sông Đà hung bạo, tàn ác, không cách gì loài thủy quái hung hãn, là kẻ thù số một của con người. Phần cuối của đoạn trích, tác giả chủ yếu viết về sông Đà đẹp, trữ tình, lãng mạn, say đắm lòng người. Tiếp theo, các em còn triển khai nội dung thứ hai. Vẻ đẹp trữ tình của hình tượng sông Đà. Dòng sông Đà như là bức tranh thủy mặc
vương vấn lòng người và được cảm nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Dòng sông Đà không chỉ có những dòng thác hùng đeo đang hồng hộc tế manh trên sông đá, mà nó còn là bức tranh thủy mặc vương vấn lòng người. Con sông Đà hùng vĩ dài trên 500 cây số, ở nơi thượng nguồn nó mang một vẻ đẹp hào hùng và thách thức. Vậy mà vượt qua đoạn thượng nguồn, dòng sông hoàn toàn mang bộ mặt khác, thơ mộng, trữ tình, thanh bình, yên ả. Nó giống như một cô thiếu nữ xinh đẹp trút bỏ cái vẻ đỏng đảnh để trở về với vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạn của mình. Một nét tính cách khác của sông Đà được Nguyễn Tuân dùng ngoài bút tài hoa để miêu tả đậm chất trữ tình. Hình ảnh con sông Đà được nhìn qua lăng kính tâm hồn nghệ sĩ với nhiều vẻ đẹp khác nhau, mang lại ấn tượng độc đáo. Nguyễn Tuân cảm nhận vẻ đẹp trữ tình của sông Đà ở nhiều góc độ, tầm nhìn khác nhau. Có lúc, ông quan sát con sông từ trên cao xuống, tức là lúc đi máy bay trên sông Đà. Lúc thì tầm nhìn của ông lại gần hơn, từ trong rừng đi ra khi ông đi thuyền trực tiếp trên con sông. Qua cái nhìn của Nguyễn Tuân, sông Đà thật lắm bệnh, lắm chứng, chốc dịu dàng đấy, rồi chốc lại bẵng tính và gắt gỏng thác lũ ngay đấy. Như vậy, Nguyễn Tuân quan sát vẻ đẹp trữ tình của sông Đà ở nhiều góc độ. Góc độ thứ nhất là từ trên cao nhìn xuống. Đầu tiên là ở điểm nhìn từ trên máy bay nhìn xuống. Tác giả đã hình dung con sông Đà mang vẻ đẹp của một thiếu nữ kiều diễm, với áng tóc trữ tình đầm thắm. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đất nương xuân. Điệp ngữ tuôn dài như mở ra trước mắt người đọc độ dài vô tận của dòng sông. Mái tóc của Đà Giang như nối dài đến vô tận, trùng điệp giữa bạc ngàn màu xanh lặng lẽ của núi rừng. Phép so sánh như một áng tóc trữ tình, tạo cho người đọc một sự xích xoa trước vẻ đẹp diễm tuyệt của sông Đà. Sông Đà giống như một kiệt tác của trời đất. Chữ án thường gắn với án thơ, án văn, nay được họ Nguyễn gắn với tóc, thành án tóc trữ tình. Nguyên cả cụm từ ấy đã nói lên hết cái chất thơ, chất trẻ trung và đẹp đẽ, thơ mộng của dòng sông. Cảnh vì thế mà vừa thật lại vừa mộng. Hai chữ ẩn hiện càng tăng lên sự bí ẩn và trữ tình của dòng sông. Sắc đẹp diễm tuyệt của sông Đà, của thiếu nữ kiều diễm còn được tác giả nhấn mạnh qua động từ bung nở và từ lấy cuồn cuộn. Kết hợp với hoa ban nở trắng rừng, hoa gạo nở đỏ rực hai bên bờ, làm người đọc liên tưởng mái tóc như được trang điểm bởi mây trời, như cài thêm hoa ban hoa gạo và đẹp mơ màng như sương khói mùa xuân. Sự nhân cách hóa ấy làm cho sông Đà gợi cảm biết bao. Qua đoạn văn, hình ảnh sông Đà trở nên đẹp, lãng mạn, với một dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển, quyến rũ và tình tứ. Nhìn ngắm sông Đà từ nhiều thời gian, không gian khác nhau, Nguyễn Tuân đã phát hiện ra vẻ đẹp trữ tình của con sông qua màu sắc tươi đẹp và đa dạng, đó chính là màu nước của sông Đà. Câu văn sâu thể hiện sự say sưa và mê đắm của Nguyễn Tuân về con sông Tây Bắc thật bay bổng và lãng mạn. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên sông Đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu và nhìn xuống dòng nước sông Đà. Chính vẻ đẹp của mây trời đã tạo cho con sông Đà một vẻ đẹp riêng không trộn lẫn. Nếu như Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn thấy sông Hương có vẻ đẹp xanh thẳm và ánh nắng sớm xanh, trưa vàng, chiều tím do sự phản quang của mây trời và đẹp như một đóa hoa phù dung, thì Nguyễn Tuân lại phát hiện ra vẻ đẹp của màu nước sông Đà lấp lánh sinh động với sắc nước biến đổi theo mùa kỳ ảo. Mùa xuân, nước sông Đà xanh ngọc bích. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích chứ không xanh màu xanh canh hến của nước sông Gâm, sông Lô. Xanh ngọc bích làm xanh trong, xanh sáng, xanh biếc, một sắc màu gợi cảm, trong lành. Đó là sắc màu của nước, của núi, của da trời. Mùa thu, nước sông Đà đỏ,
lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ của một người bất mãn bực bội đổ thu về. Câu văn sử dụng phép so sánh, lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa, khiến người đọc hình dung được vẻ đẹp đa dạng của sắc nước sông Đà. Đặc biệt, chưa bao giờ con sông có màu đen như thực dân Pháp đã đề ngửa con sông ta, đổ mực tay vào mà gọi bằng một cái tên lếu láo, sông đen. Bằng sự khẳng định này, tác giả không chỉ tôn vinh vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng của con sông mà còn bày tỏ trực tiếp tình cảm yêu mến của mình đối với sông Đà, niềm tự hào về vẻ đẹp của con sông xứ sở. Như vậy có thể thấy, qua sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế của Nguyễn Tuân, màu nước sông Đà đẹp, một vẻ đẹp độc đáo, biến ảo và rất riêng biệt. Thứ hai, góc độ quan sát ở điểm gần, từ trong rừng đi ra. Sông Đà hiện lên thật gợi cảm bởi không khí mơ màng như lạc vào thế giới kỳ ảo. Bằng những câu văn đầy chất thơ, Nguyễn Tuân đã ví sông Đà giống như một cố nhân, đi xa thì nhớ, gặp lại thì mừng vui khôn xiết. Khi đi từ rừng ra, nhà văn lại thấy nước sông Đà chói lóa như chỉ con nghịch miếng gương phản chiếu vào mặt trời. Ánh sáng này cũng làm cho ta cảm nhận rằng nước sông Đà rất trong, phản chiếu ánh mặt trời chói lóa, gợi cảm giác ấm áp. Khi bắt gặp ánh nắng chiếu vào mắt, trong sự hướng ngoại, nhà văn đã phát hiện ra nắng sông Đà đẹp đến mê hồn trong ánh sáng, lóe lên một màu nắng tháng 3 đường thi, yên hoa tam nguyệt há dương châu. Sông Đà đã mang một màu nắng tháng 3 của tứ thơ đường cổ điển. Mượn câu thơ trong bài thơ nổi tiếng "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn mạnh hạo nhiên đi Quảng Lăng", Nguyễn Tuân đã ngầm khẳng định vẻ đẹp cổ thi của dòng sông Tây Bắc. Dòng sông ấy, trong sự liên tưởng đến thơ đường, đã gợi tả được vẻ đẹp phẳng lặng, trong sáng, lấp lánh, hồn nhiên thanh bình. Trên bờ bãi sông còn có sắc màu lộng lẫy của chuồn chuồn, bướm bướm, thật nên thơ, ngập tràn sức sống. Và bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Trong sự cảm nhận của Nguyễn Tuân, gặp lại sông Đà, nhận ra con sông. Chao ôi, trong con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Đi rừng dài mấy ngày rồi, lại bắt ra sông Đà, đúng thế, nó đầm thắm, ấm áp như gặp lại cố nhân. Cách so sánh độc đáo, nhân cách hóa, sông Đà hiện lên với đẹp bởi chiều sâu, thân thiện, dễ mến, phản phất hơi ấm tình người của dòng sông. Nó trở thành người bạn hiền chung thủy, điềm tĩnh, chờ đợi người đi xa trở về. Như vậy có thể thấy, sông Đà thật gợi cảm, kỳ ảo trước tâm trạng say mê, phóng khích của tác giả. Điểm nhìn cuối cùng, từ trên thuyền nhìn ra cảnh hai bên bờ sông. Tác giả đã miêu tả cảnh đôi bờ sông thật ấn tượng. Đó là cảnh ven sông lặng tờ, nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, không một bóng người. Cỏ danh đồi núi đang ra những nõn búp, đàn hươu cúi đầu ngốn bức cỏ danh đẫm sương đêm. Ở đây, cảnh ven sông lặng tờ mà tịnh không một bóng người, một vẻ đẹp tĩnh lặng, yên ả, thanh bình. Trong cảnh lặng như tờ của thiên nhiên, trong cảnh sương đêm chưa tan hết, nhà văn đã nhìn thấy một vẻ đẹp đầy sức sống. Đó là một nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa mà tịnh không một bóng người, cỏ danh đồi núi đang ra những nõn búp. Cảnh tượng đó còn ấn tượng bởi một đàn hươu cúi đầu ngốn bức cỏ danh đẫm sương đêm. Vẻ đẹp ấy đầy chất thơ, chất họa, thiên nhiên giống như một bức tranh thủy mặc lộng lẫy. Điều ấy khiến ta liên tưởng đến cảnh trong giả sử Trung Hoa. Có một ngư dân một hôm chèo thuyền ngược dòng sông rồi lạc vào chốn thần tiên, một chốn đào nguyên. Chất thơ trong đoạn văn viết về sông Đà của Nguyễn Tuân có lẽ cũng toát lên từ điển tích ấy, gợi lên trong tâm trí của người đọc về vẻ đẹp của dòng sông Tây Bắc, nơi khởi nguồn cho tình yêu đất nước. Chính cảnh sông tĩnh lặng, hoang dại nơi đây đã khơi gợi cho du khách cảm giác mình đang đi ngược về quá khứ xa xưa, lịch sử của những buổi đầu dựng nước và giữ nước của cha ông, từ đời Lý, đời Trần, đời Lê.
hình như từ đời Trần, đời Lý, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Sự hướng nội này càng làm nổi bật vẻ đẹp nguyên sơ và hồng hoang của đôi bờ sông Đà, đúng như tác giả đã so sánh. Bờ sông hoang dài như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Phép so sánh độc đáo, dùng không gian để gợi mở thời gian, mở rộng biên độ, làm nổi bật vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, nguyên thủy của buổi sơ khai. Và với câu văn này, vô tình ta bắt gặp những vấn vương cảm xúc hồi hoài cổ, tìm về vẻ đẹp xa xưa trong ngày hôm nay của, ở người nghệ sĩ một thời vang bóng này. Đó là chút xúc cảm ưu ái, chân thành mà tác giả dành riêng cho dòng sông quê hương. Nguyễn Tuân không chỉ miêu tả nét đẹp thơ mộng, trữ tình của dòng sông, mà đồng thời gửi gắm chứa chan tình yêu, niềm tin khát khao vào tương lai của sông Đà. Chao ôi, thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi xấp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Câu văn vừa tô đậm ấn tượng về một không gian lặng lẽ, mơ màng, với giấc mộng xưa, vừa chứa đựng nỗi niềm khao khát cảm giác được đổi mới của miền Tây Bắc hoang dã, trong không khí xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc những năm 1960. Và tiếng còi sương, tiếng bạc rơi thoi là những nỗi niềm khao khát hạnh phúc về tương lai không chỉ sông Đà mà cả miền Tây Bắc trở nên giàu có, phát triển. Đoạn trích miêu tả dòng sông trữ tình khép lại bằng hình ảnh tiếng cá quẩy vọt lên mặt sông, bụng trắng như bạc rơi thoi, tiếng cá đạp nước sông đuổi mất đàn hươu phục biến. Và rồi con sông Đà trong sự liên tưởng đến một tứ thơ lãng mạn của Tản Đà: dải sông Đà bọt nước lên đêm, bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình, của một tình nhân chưa quen biết, khơi gợi vẻ đẹp tình tứ lãng mạn, vẻ đẹp đậm đà bản sắc văn hóa thi ca, càng làm cho hình ảnh dòng sông trở nên quyến rũ, có linh hồn, giàu sức hút. Và qua cái nhìn của Nguyễn Tuân thì dòng sông cũng biết lưu luyến, nhớ thương, biết lắng nghe giọng nói êm êm của người xuôi. Và dòng sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi. Và con sông như đang trôi những con đò mình, nở chạy buồm vải, nó khác hẳn những con đò đuôi én, thắt mình dây cổ điển trên dòng. Với việc sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, bút pháp nhân cách hóa miêu tả, liên tưởng bất ngờ thú vị, từ ngữ chọn lọc độc đáo, hình ảnh lãng mạn và sử dụng kiến thức hội họa, thơ ca để miêu tả những câu văn trữ tình với giai điệu êm ái, tất cả đã giúp Nguyễn Tuân khắc họa thành công vẻ đẹp sông Đà hoang sơ, tĩnh lặng, gợi cảm. Một con sông với nét đẹp tĩnh lặng, mang nỗi niềm cổ xưa, nhưng cũng căng tràn sức sống, đem đến cho người đọc nhiều ấn tượng. Như vậy có thể thấy, qua hình tượng con sông Đà trữ tình, người đọc thấy rõ tình yêu thiên nhiên, tha thiết của tác giả và thấy được sự tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân. Như vậy, ta đã hoàn thành nội dung của phần thân bài. Tuy nhiên, các em còn phải đánh giá về nội dung tư tưởng và nghệ thuật xây dựng hình tượng của Nguyễn Tuân trước khi chuyển sang phần kết bài. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với mọi dạng đề người luận văn học. Cụ thể, các em phải đánh giá tác phẩm, đoạn trích trên hai phương diện sau đây. Thứ nhất, về nghệ thuật, đó chính là sự quan sát, liên tưởng và tưởng tượng độc đáo, so sánh mới lạ, nhân hóa tài tình, ngôn ngữ linh hoạt, hấp dẫn, giàu sức tạo hình, gợi cảm. Thứ hai, về nội dung, vẻ đẹp trữ tình của hình tượng sông Đà tiêu biểu cho vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc, qua đó thể hiện được tâm hồn của người nghệ sĩ, tình yêu và sự gắn bó với quê hương đất nước. Sau khi hoàn thành khâu cuối của thân bài, các em chuyển sang viết đoạn kết bài. Nhiệm vụ của kết bài là tổng kết lại, báo hiệu bài viết kết thúc. Vì vậy, ở đầu đoạn kết bài, các em nên dùng các từ ngữ báo hiệu, ví dụ như tóm lại, nói tóm lại, quả thật. Một kết bài đạt yêu cầu phải gồm hai nội dung. Cái thứ nhất, các em còn khẳng định đánh giá lại vẻ đẹp trữ tình của hình tượng con sông Đà. Các em có thể kết bài như sau. Tóm lại, bằng ngôn từ sáng tạo, độc đáo,
kết hợp kiến thức uyên bác, cách sử dụng tài tình, các biện pháp so sánh, nhân hóa, liên tưởng, Nguyễn Tuân đã khắc họa được chân dung con sông Đà trữ tình, thơ mộng. Hoặc có thể, qua hình tượng con sông Đà, ta thấy Nguyễn Tuân đã thể hiện phong cách tài hoa, nghệ sĩ và tấm lòng yêu thiên nhiên Tây Bắc, tự hào và yêu thiên nhiên đất nước sâu sắc. Nội dung thứ hai, các em còn phải liên hệ mở rộng, có thể nhận xét về đóng góp, về giá trị của tác phẩm. Các em có thể viết như sau: không phải đến người lái đò sông Đà, lần đầu tiên sông Đà đi vào văn chương nghệ thuật, mà thực ra từ lâu sông Đà đã trở thành nguồn cảm hứng dạt dào cho các văn nghệ sĩ. Thế nhưng, chỉ dưới ngoài bút tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân, vẻ đẹp hoang dại mà thơ mộng, bí ẩn mà diễm lệ của con sông Tây Bắc mới thực sự hiện ra, nổi hình, nổi sắc, mới trở nên có thần, có hồn và lay động lòng người. Khám phá vẻ đẹp sông Đà trong trang văn Nguyễn Tuân, ta mới thêm thấm thí chân lý nghệ thuật. Thế giới không phải được tạo lập một lần, mà mỗi một lần, người nghệ sĩ độc đáo xuất hiện là một lần thế giới lại được tạo lập. Dựa vào những gợi ý trên, các em về nhà thực hiện các nhiệm vụ sau để rèn luyện tốt kỹ năng giải đề. Các em còn nắm kỹ năng làm các dạng câu hỏi phần đọc hiểu, kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội, viết bài văn nghị luận văn học. Dựa vào các nội dung đã hướng dẫn, các em hoàn thiện một đoạn văn nghị luận xã hội và bài văn nghị luận văn học mà đề yêu cầu. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Chúc các em ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Xin chào các em.